1 bắt đầu. Được rồi, bước cao. Rồi. Chân cao ấy, chân cao ấy, chân cao. Chân cao. Đổi cho anh ít nước mà với. Đây là món gì đây? Cái bánh nó có cái hay cái là mình nặn được ra cái hình thù của nó. Nặn đi. Bánh trôi à? Bây giờ có một cái thử thách cho đội này là lát nữa ăn được cái bánh mình làm ra. Quá khó đấy. 3, 2, 1. Quốc gia nào đây? Xin mời bảng. Hàn Quốc ạ. Gia đình của em thì bố với cả em thì vào trong Nam. Còn mẹ của em với cả anh vào trong này. Thế là muốn là kiểu gia đình sẽ đoàn tụ và sẽ hạnh phúc với nhau chứ không kiểu tách rời như này được. Bao lâu các bạn mới gặp nhau? Là khoảng 2-3 năm. Và đó cũng là lý do tại sao mà nãy giờ trả lời câu nào trượt câu đó. Ít thời gian bên cạnh nhau quá đúng không? Toàn thì Hoàng Anh đi diễn ở ngoài đây với cả có việc gì thì mới ra. Thì lúc đấy gia đình mới được đoàn tụ và ăn bữa cơm chung. Còn về một năm chỉ tầm đếm trên đầu ngón tay. Cái bữa cơm mà thường xuyên ba nấu cho em ở trong Nam ấy thì là có mỗi 2-3 con à. Ăn cứ cũng đồ ăn, những đồ dù đồ ăn ngon nhưng mà thiếu vắng anh cũng như là mẹ cũng rất là buồn. Hôm nay chúng tôi có một điều bất ngờ nữa dành cho các bạn, một món quà nữa đó. Không biết có đủ sức làm các bạn bất ngờ hay không. Thật ra thì thi thoảng các con cũng chia sẻ, lâu lâu về cũng rất thích được chỉ đến